mơ chắp lầu trông muôn tàng chờ trông phùa mía mơ mi lù mi tàu to cần. Phây nừng khâu phù dệt phắc dệt nó phù bình bờ bình như dệt ban khẩu lại chương chung tồn bờ mơ ai em muốn mi bờ trang kim trang dù bò mẹ chôm măng bàn tay mi bờ mơ khăn khốt cầu tâm trong khẩy lu bên lu bờ em. Bên mía ai hâu coi hắc coi bánh ngầu cằn cất cung cử muôn dệt hay dệt ná điềm cằn ai tình nông pa nông dê xuân phác xuân bố kham nguôi kham pu hắc cằn tao thầu nọng nớ toàn pơ mơ chóc lầu chuôm muôn tàng chờ chuôm phùa mía mơ mi lù mi tàu to cằn tôn nà cô mê bên miếng hắc ao nóng nơ bay ao cần nơ bên phùa mía suốt chua chẳng nghe muôn lại bò mẹ từng té chậu bấu phây nừng khâu phù dệt phắc dệt nó phù bình bờ bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bờ mơ ai em muốn mi bờ trang kìm trang dù bò mẹ chôm mừng bàn tay mi bờ mơ khăn khót cầu tắm trong khay lu bên lu bờ bánh ngầu cằn cất cung cử muôn dệt hay dệt ná điềm cần ai tình nông pa nông dệt xuân phác xuân bố kham nguôi kham pu hắc cần tao thầu nọng nớ còn pơ mơ chóc lầu chuông muôn tàng chờ chuông phùa mía mơ mi lù mi tàu to cằn tôn nà cô mê mứ ni bên phùa bên mi bay ao cần nơ bên mía ai hâu coi hắc coi bánh ngầu cần cất cung cử muôn dệt hay dệt ná điềm cần ai tình nông pa nông dệt xuân phác xuân bố kham nguôi kham pu hắc cần tao thầu nọng nơ toàn pơ mơ chắp lầu trông muôn tàng chờ chôm phùa mía mơ mi lù mi tàu to cần tôn nà có mẹ mứ ni bên phùa bên mía hắc âu nóng nơ bay âu cần nơ bên phùa mía suốt chua hắc âu nóng nơ bay âu cần nơ bên phùa mía suốt
Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trẻ ơi.
chào đón phương diện của đại diện hai bên gia đình. Họ là thân tinh thông mẫu, họ là đại diện của gia đình người trai và người gái đang di chuyển lên đến sân khấu chính. Và giờ phút này đây họ đang rất là tự hào, họ đang rất là hãnh diện khi chứng kiến người con gái của mình trưởng thành. Và toàn thể quý vị hãy cùng nhiệt tình vang lên một tràng vỗ tay thật lớn lên để cùng chào đón họ đi nào. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là những nhân vật quan trọng, nhân vật chủ chốt của buổi lễ đã có mặt trên lễ đài tình yêu. Và chắc chắn rồi, lời chào cao hơn mâm cỗ. Thì thay cho lời cảm ơn chân thành của mình trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta sẽ cúi đầu một cái từ sau để kính chào tất cả thể quý vị đi ạ. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, thật đúng thật là gặp được nhau giữa biển người bao la đó là duyên. Nắm chặt tay nhau nguyện kết đôi vợ chồng đó là nợ. Đừng để sánh bước cùng nhau đến trọn đời trọn kiếp thì đó còn là tình. Và hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, họ đã cùng nhau trải qua cả một hành trình rất là dài chỉ để chứng minh một điều rằng họ sinh ra là dành cho nhau. Và đúng thật là hàng trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Và những người chúng ta từng gặp không hẳn là ngẫu nhiên. Rồi đến cuối cùng thì ai trong số chúng ta cũng chỉ muốn ở cạnh một người bình thường mà thôi. Một người không cần quá hoàn hảo, không cần phải hứa hẹn nhiều về tương lai. Một người chỉ cần ngồi cạnh ta những lúc ta mệt mỏi, khó khăn nhưng luôn nhẫn nại. Một người có thể lắng nghe tất cả mọi thứ, cũng có thể nói hết mọi thứ cùng ta. Kính thưa quý vị, quý vị có thể trả lời cho chúng tôi biết hạnh phúc là gì không ạ? Có người cho rằng hạnh phúc là phải có nhiều tiền tài, có địa vị, có danh vọng và có cả nhiều nhà và nhiều xe. Nhưng đôi khi hạnh phúc nó nằm ở chữ không, thưa quý vị. Hạnh phúc thì ta không ốm đau, không bệnh tật, không cãi vã và đặc biệt là ta không mất nhau. Để có được một câu chuyện tình yêu thật đẹp như ngày hôm nay, thì Tuấn Phương và Thu Hằng đã cùng nhau đi qua một chặng đường thật dài, đã kiếm về cho mình thật nhiều chữ có và cũng nhiều chữ không. Họ đã có được cho mình sự sẻ chia, sự bao dung và cả sự trách nhiệm. Và để rồi họ đã dành cho nhau một chữ không trọn vẹn, đó chính là không buông tay. Họ đã không buông tay cho dù ngoài kia có khó khăn đến nhường nào. Họ đã không buông tay bởi vì họ biết được rằng không có hạnh phúc nào là dễ dàng lấy được cả. Và để rồi giờ phút này đây trong niềm hân hoan của tất cả những người thân thương, bạn bè gần xa đồng nghiệp, thì mọi người giây phút trang trọng, giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của hai bạn đã đến rồi. Ngay sau đây của mình lên sân khấu tình yêu để cùng chiêm ngưỡng, cùng thưởng thức những phần quà đầu tiên được trao bởi bố mẹ Lách Liên cũng như là gia đình chú Tín Vân Hoan. Kính thưa quý vị thân mến, có thể nói rằng 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và biết bao nhiêu gian truân khó nhọc nơi con quân ấy được có tới ngày kết duyên như ngày hôm nay. Và trong sự trọng đại này là bố là mẹ, là chú là Tín, là bác là chị lại có những phần quà để trao tặng hai con. Chúng tôi trân trọng cũng mời toàn thể quý vị một lần nữa sẽ cùng hướng sự chú ý của mình đến với khấu tình yêu để cùng thưởng thức và chiêm ngưỡng phần quà được trao bởi bố mẹ Lách Liên, gia đình chú Tín Vân Hoan. Và tiếp nối chương trình xin được trân trọng kính mời và di chuyển lên với khấu gia đình chú Tín Hoàng Hiên và cô chú Bích Hùng. Cùng nhau vun đắp sân xây làm cho tổ ấm của mình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui nhé hai bạn. Và trên sân khấu lúc này đây chúng ta được chiêm ngưỡng phần quà được trao bởi gia đình cô chú Tuyết Hùng. Chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình chú Hoàng Hiên, gia đình anh chị Đình Thư và cũng trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình bác Bình Minh, gia đình bác Kiệt Dũng ạ. Có tên trong danh sách trao quà, chúng ta sẽ cùng di chuyển lên phía cánh gà sân khấu để thuận tiện cho việc di chuyển lên sân khấu gửi tặng quà cho cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời.
chung mưa bên ngoài không ai phi nồng chiếm tết bỏ xú chiếm tết phú trên ma chiếm tết tà tế na trên tàu chung hạp bòn chung phần phân tánh lại rong biết anh phải lại tòn kíp phép lại lùa vương hương biết đủ lại tầng hôm xì thần lành biết anh ngân lấy tết bạc hán ngân ván tết bạc tày ngân chị ăn bà mặn ngân con ăn bà hời ngân nói ăn bà xít vào sau men báo xuống hải xuống em ơi men báo chứng kiến những phần quà được trao bởi gia đình chú tím Hoàng Nhiên, gia đình anh chị Minh Thu, rất tình bác Bình Minh và gia đình bác Việt Dũng. Tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và di chuyển lên sân khấu gia đình anh chị Duyên Phủ cũng như là em gái Khánh Thi sẽ có những phần quà ý nghĩa để gửi tặng cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Món quà thì tuy nhỏ nhưng mà tấm lòng sáng tỏ trời cao. Hãy cho lời chúc ngọt ngào, chúc cho dâu rể đời đời an khang. Và một lần nữa ban tổ chức xin được thay lời cho cô dâu chú rể xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm, những món quà hết sức ý nghĩa của gia đình Tân Dương đã cùng gửi tặng cho cô dâu chú rể. Chúng con xin được trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta đang được nhìn thấy những bó hoa tươi thắm của đại gia đình đã dành tặng cho quý vị và cô dâu. Và bó hoa của con nòi hôm nay làm sao ạ, quý vị ơi? Làm sao ạ? Nó lạ lắm, hoa bằng polymer. Vâng, điều này thì tuyệt vời quá, anh muốn nhận đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay chú rể và cô dâu xứng đáng nhận được những bó hoa tươi thắm này, kính thưa quý vị. Và một lần nữa, quý vị chúng ta hãy cùng vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt để cùng chúc mừng được không ạ? Vâng, xin cảm ơn.